Ngày 26 tháng 12, gần 800.000 người đã tiêm mũi 3, ca tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh cao nhất cả nước. Dưới đây là những thông tin đáng quan tâm trong ngày, mời quý vị cùng quan tâm theo dõi. Ngày 26 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.218 ca nhiễm mới, trong đó 36 ca nhập cảnh và 15.182 ca ghi nhận trong nước tại 62 tỉnh thành. Cả nước có 207 người tử vong. Các tỉnh giảm nhiều gồm thành phố Hồ Chí Minh giảm 341, Cà Mau 256, Tiền Giang 197. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, Bình Định, Đắk Lắk, Bến Tre. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước 1.646.033, trong đó 1.245.423 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Ngày 17 tháng 12, Bộ Y tế cho phép tiêm liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên hoặc liều bổ sung cho người từ 50 tuổi trở lên, nhân viên y tế. Thời gian giảm xuống còn 3 tháng, thay vì 6 tháng như trước đây. Đến ngày 25 tháng 12, cả nước đã tiến hành tiêm được tổng cộng 783.757 liều vaccine COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Số ca tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh cao nhất cả nước. Thưa quý vị, hiện một tuần trôi qua, thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp ghi nhận số ca mắc COVID-19 dưới 1.000 ca. Đây là dấu hiệu tích cực sau 15 ngày thành phố triển khai chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, người trên 65 tuổi và có bệnh nền. Tuy nhiên, ngược lại với số ca giảm thì số ca tử vong của thành phố vẫn chưa giảm nhiều. Cụ thể là ngày 25 tháng 12, số ca tử vong là 42 người, cao nhất cả nước. Trong đó chủ yếu là những người thuộc nhóm nguy cơ cao chưa tiêm vaccine. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, các F0 thuộc nhóm nguy cơ phải được uống gói thuốc C ngay trước khi đi cách ly và không cần phải có triệu chứng. Hiện Hà Nội có 19.730 ca mắc COVID-19 đang được điều trị. Số bệnh nhân chuyển tầng điều trị là 205, trong đó 1.477 bệnh nhân COVID-19 ở mức độ trung bình, 332 bệnh nhân COVID-19 ở mức nặng nguy kịch, gồm 290 trường hợp phải thở oxy mát, 12 trường hợp thở oxy dòng cao HFSC, 30 thở máy không xâm lấn và xâm lấn. Ngày 25 tháng 12, thành phố có 2 bệnh nhân tử vong, tổng 109 trường hợp tử vong do COVID-19 từ khi đợt dịch bùng phát. Theo thống kê, đa phần bệnh nhân tử vong là người cao tuổi có bệnh lý nền. Đỉnh Phan Xipang có tuyết rơi. Khoảng 15 giờ 45 chiều 26 tháng 12, nhiệt độ xuống 0 độ C và mưa tuyết đã xuất hiện trên đỉnh Phan Xipang. Theo ông Lương Minh Hải, giám đốc Đài khí tượng Thủy văn Lào Cai, dự báo trong những ngày tới đây, nhiệt độ ở Lào Cai tiếp tục giảm, vùng núi cao rét hại rất nặng, có khả năng xảy ra băng giá và tuyết rơi. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo vào tối và đêm nay 26 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Hơn 150.000 người nhiễm Omicron trong một tháng. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 12, chính quyền Nam Phi đã báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới về biến thể Omicron xuất hiện đầu tiên tại đất nước này. Dữ liệu hiện tại cho thấy Omicron chiếm tới 95% số ca mắc mới ở nước này. Đến nay, chỉ trong vòng một tháng, nó đã lan ra 108 quốc gia vùng lãnh thổ và khiến cho 151.368 người nhiễm bệnh và 26 ca tử vong. Ngày 26 tháng 11, WHO xếp Omicron vào nhóm biến thể đáng quan ngại, chung với biến thể siêu lây lan Delta đang thống trị toàn thế giới. Tuy nhiên, tốc độ lây lan của Omicron được đánh giá là cao hơn cả Delta, biến thể đang chiếm vị trí thống trị trên toàn thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và lắng nghe. Mến chúc quý vị nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc. Thân ái chào và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.